Tuần này, chúng ta sẽ biết hai cái tên còn lại bước tiếp vào vòng hát đơn với chủ đề thần tượng. Hát chung với Hà nha. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu bình yên thôi yêu mãi không rời. Dù lòng vẫn biết là thế, là vì sao em vẫn không thể quên, em không thể quên được người. Tôi chỉ có ba từ cho em thôi: xuất sắc và xuất sắc. Với phần trình diễn này thì anh thấy em làm rất là tốt, chỉ thiếu một chút xíu lạ lơi thôi là bảo đảm bài hát là rất là tuyệt. Cảm ơn em rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 12 chương trình Người Hát Tình Ca sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020 vào lúc 13 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.